Chồng đang làm gì? Chồng đang bong đám vụn cá nhấc ra ngoài giường cho lũ vịt, hay nạt nộ lùa con tí đi ngủ? Em biết chồng chẳng bao giờ tới đây coi cháy. Em chỉ ước tình yêu của anh với Nhàn sẽ cháy tan vào trong lửa kia. Trước chị học chung với anh Dương nhà em à? Anh học trên chị lớp. Tạm xuống rồi, chúi chị đẹp quá ha. Chúi hơn thôi. Làm lẽ xong, ông bỏ để tụng kinh sám hối, rồi họ tự động nổi lên. Làm sao con bắt anh về được? Sao không bắt được? Bay ra tận đá lôi cổ nó về. Cứ ở miết ngoài biển, không về coi tận mắt nên không hiểu được. Lửa đêm lắm, lửa làm em mê mẩn.